Thưa quý vị, tính đến 15 giờ ngày 17 tháng 9, cùng với nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền trên 242 tỷ đồng. Trong đó, Ban vận động cứu trợ Trung ương phân bổ hỗ trợ cho Lào Cai đợt 2 thêm 150 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng hỗ trợ 1 tỷ đồng công ty cổ phần xây dựng và thương mại hỗ trợ 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng ủng hộ từ công ty cổ phần Sân Gôn Siêu Pát Lào Cai, 1 tỷ đồng ủng hộ từ tổng công ty khoáng sản TKV CTCP, tỉnh Long An hỗ trợ 500 triệu đồng, tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 500 triệu đồng, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng nhiều nguồn hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh khác ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật tiếp tục được tiếp nhận trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, địa chỉ phố Phùng Trí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hoặc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. ủng hộ thông qua chuyển tiền vào tài khoản tại các tài khoản sau. Ban vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai, số tài khoản -6988 91099 tại kho bạc nhà nước Lào Cai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, số tài khoản 8800-6666-78888 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, số tài khoản 11369 5 tại Ngân hàng Việt Tiên Banh chi nhánh Lào Cai.